Công đoàn cơ sở trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức hội thao gắn biển công trình và trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, phiên chợ trên sông nhân kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động. Đây là hoạt động giáo lưu gắn kết giữa cán bộ giáo viên nhà trường với học viên và được nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong học tập và giảng dạy cũng như trong rèn luyện thể dục thể thao. Tham gia hội thao có 14 đội đến từ các khoa thi đấu hai môn bóng chuyền hơi nữ và bóng chuyền nam theo hình thức đấu loại trực tiếp. Dịp này, công đoàn cơ sở trường chính trị thành phố khánh thành và gắn biển công trình sân bóng chuyền thuộc khu vực 8 phường An Bình. Đây là mô hình dân vận khéo cấp công đoàn viên chức thành phố. Công trình có kinh phí hơn 97 triệu đồng do cán bộ viên chức và học viên nhà trường đóng góp.